với mẹ, con là báu vật. Mẹ luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho con. Mẹ chọn quần áo phù hợp, chọn đồ chơi an toàn, chọn sữa dinh dưỡng. Điều đặc biệt quan trọng là chọn loại tã khô thoáng giúp con thoải mái vận động suốt những năm tháng đầu đời. Thấu hiểu lòng mẹ, Kimberly Clark đặt trọn tâm huyết nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm tã giấy Haki với nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng mong muốn của mẹ và được hàng triệu bà mẹ Việt Nam tin dùng. Haki là một trong những sản phẩm uy tín được sản xuất bởi công ty Kimberly Clark, tập đoàn đa quốc gia được thành lập vào năm 1870, bắt nguồn từ Mỹ. Sau hơn 140 năm hoạt động và phát triển, Kimberly Clark hiện đã có mặt tại 175 quốc gia với những thương hiệu được tin dùng không chỉ Haki mà còn Kotex, Kleenex. Đến từ công ty mang tầm quốc tế, Haki ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại theo tiêu chuẩn toàn cầu nhằm đem lại chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Tã sơ sinh thiết kế 4 tầng thấm hút siêu mỏng bảo vệ làn da non nớt của trẻ. Tã quần cho bé hiếu động với thiết kế đột phá, lưng viền thun Maxi Flexi linh hoạt cho mọi vóc dáng, cùng khả năng thấm hút đến 7 lần bé tè, giúp bé thoải mái tối đa. Không những thế, Haki là nhãn hiệu duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận y khoa giúp ngăn ngừa hàm tã. Để có những sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu của các bà mẹ, Kimberly Clark đã đầu tư vào 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Mỹ và Hàn Quốc với đội ngũ nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đội ngũ nhà máy Kimberly Clark Việt Nam không ngừng nỗ lực áp dụng những phương pháp quản lý cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm. Quy trình sản xuất khép kín từ khâu chọn lọc nguyên liệu nghiêm ngặt đến ứng dụng thiết bị máy móc nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, giúp tã Haki luôn đứng đầu top sản phẩm tã giấy chất lượng. Không những thế, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nhà máy được tham gia những khóa huấn luyện về kiểm soát quy trình sản xuất tại Hoa Kỳ nhằm trau dồi năng lực phục vụ cho sự an toàn và hiệu quả trong quá trình sản xuất. Chính nhờ quy trình chất lượng, nhà máy Kimberly Clark vinh hạnh đạt tiêu chuẩn ISO 9000 và được xếp trong top 33 nhà máy dẫn đầu danh sách xanh về môi trường sản xuất xanh sạch trong số hơn 10.000 nhà máy trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Bình Dương. Riêng trong thị trường tã giấy, nhờ vào những tiêu chuẩn khắt khe và quy trình sản xuất bài bản, chất lượng, Kimberly Clark Việt Nam vinh hạnh là đơn vị doanh nghiệp được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chủ động đề xuất phối hợp nhằm tiến hành nghiên cứu bộ tiêu chuẩn sản xuất cho ngành hàng tã giấy. Từ đó, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng với những chỉ tiêu khắt khe đo lường về mức độ sạch quần và an toàn cho da trẻ em mà tất cả các doanh nghiệp sản xuất tã giấy khác cung ứng trong thị trường Việt Nam phải tuân thủ. Với 140 năm kinh nghiệm hoạt động toàn cầu và 25 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, Haki luôn là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và sử dụng. Haki nói riêng và Kimberly Clark nói chung sẽ tiếp tục sáng tạo và cải tiến không ngừng để thực hiện lời hứa đem đến sự thoải mái tối đa để giúp bé vận động linh hoạt và phát triển trong những năm tháng đầu đời.